Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Trang trí nội thất Gia Huy. Hôm nay bên mình đang thi công công trình tại 70B An Dương Yên Phụ, tại nhà hàng bia, diện tích khoảng gần 700m2. Nhà hàng có khoảng 4-5 phòng. Đây là phòng số 3. Bên mình chạy chân tường bằng xốp 3D và chạy chỉ bằng xốp giả da, rất là đẹp các bạn. Các bạn nào ở gần có thể qua trực tiếp nhà hàng thì có thể xem các mẫu, xem các phòng bên mình trang trí. Ngoài ra thì bên mình còn vừa thi công xong sàn nhựa vân gỗ, sàn nhựa vân gỗ các bạn nhé. Sàn rất là đẹp các bạn, sàn vân 3D chống trơn, chống ẩm mốc và chống đổ mồ hôi do sàn. Chất liệu của sàn nhựa này là nhựa đặc, nhựa PVC đặc các bạn. Việc thi công cái miếng xốp này thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần tháo cái lớp bảo vệ của mặt tấm dán ra và dán trực tiếp lên trên tường được. Đây là miếng dán cổ 60-60 nhé, nên mình cắt đôi ra. Đây là cắt đôi ra để chạy chỉ. Xốp dán tường 3D vân gạch, vân 3D nổi rất là cao. Đây là hàng loại 1 các bạn, vân nổi rất là cao luôn. Còn hàng loại 2 thì vân của nó sẽ dẹt, nó chỉ mỏng bằng một nửa thôi. Các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ số điện thoại của bên mình để được tư vấn. Và các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình để xem các video tiếp theo. Bên mình sẽ đăng các video thi công và hoàn thiện các công trình thực tế cho các bạn xem. Xin cảm ơn và chào các bạn.